Đây là viên thạch anh tóc, một mặt nhẫn rất là đẹp theo gợi ý của ba ba. Thì may mắn đã tìm đến rồi, tôi đã sưu tầm được cái viên mặt nhẫn như thế này, rất là nghệ thuật, nét nghệ thuật của tự nhiên. Vừa một cái mặt nhẫn.